Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Được diện bộ cánh nổi bật, cặp nhóc Tây Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà trông đáng yêu như búp bê. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh của cặp nhóc Tây sinh đôi Lisa và Leon. Hai em bé mặc đồ đôi cực xinh xắn. Lisa còn đeo chiếc băng đô hình nơ, đáng yêu như búp bê. Vẻ mặt của các con Hồ Ngọc Hà lộ rõ sự vui vẻ hào hứng khi ở bên mẹ. Có thể thấy hai em bé sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý càng lớn càng kháu khỉnh đáng yêu. Mỗi biểu cảm của Lisa và Leon đều khiến người xem phải tan chảy. Báo sao trang cá nhân của cặp nhóc Tây đã có tới 100.000 người theo dõi. Theo những chia sẻ gần đây của Hồ Ngọc Hà, dù là sinh đôi nhưng Leon lại có sự phát triển nhanh hơn Lisa ở cân nặng, đồng thời cũng bộc lộ tính cách hiếu động tinh nghịch hơn nhiều. Mỗi ngày những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của hai bé đều được Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho Lisa và Leon thậm chí hot không kém bố mẹ Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.